Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knews 24 giờ và hãy cùng với mình cập nhật tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Trang Sina đưa tin clip trailer cho tập mới nhất của show 24/365 with Blackpink hiện đang là chủ đề gây sóng gió trên mạng xã hội khi mà hình ảnh của 4 thành viên của nhóm nhạc nhà YG Makeup ôm gấu trúc mới 100 ngày tuổi tên Phúc Bảo. Sinet đang vô cùng giận dữ về những hành động thiếu hiểu biết có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của gấu trúc, loài động vật được coi là quốc bảo của Trung Quốc. Cụ thể, trong clip trailer của show truyền hình 24/365 with Blackpink, các cô nàng tới thăm nơi ở của các chú gấu trúc. Tại đây, nhóm nhạc Blackpink đã có cơ hội được tiếp xúc ôm ấp một chú gấu trúc có tên là Phúc Bảo, mới 100 ngày tuổi. Hình ảnh trong trailer cho thấy các cô gái đều rất vui vẻ, cho Phúc Bảo ăn. Tuy nhiên, những hành động này lại bị dư luận xứ Trung lên án và bức xúc. Theo thông tin, những ai tiếp xúc với gấu trúc không được trang điểm. Đặc biệt, những người có nuôi, sở hữu những động vật nuôi khác không được tiếp xúc ở cự ly gần với gấu trúc. Trong khi đó, cả 4 thành viên Blackpink đều được cho là có make-up. Jennie nuôi 2 chú chó cưng nổi tiếng là Kuma và Kai, trong khi Jisoo nuôi chó cưng có tên là Dangom. Lisa sở hữu dàn mèo hùng hậu gồm 4 con, Rose cũng nuôi 2 chú chó cưng. Cả 4 cô gái đều có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của gấu trúc. Trên Weibo, nhiều bình luận tỏ ra bức xúc. Chẳng lẽ họ không được chỉ dẫn về việc chăm sóc tới gần gấu trúc ư? Tôi cảm thấy rất tiếc về sự việc này. Họ thiếu hiểu biết quá, tội gấu trúc, hy vọng Phúc Bảo không bị bệnh. Liên quan đến việc các thành viên nhóm Blackpink có trang điểm khi ôm Phúc Bảo, đồng thời lại sở hữu nhiều vật nuôi, trong quá trình ghi hình không đeo găng tay và khẩu trang, phóng viên đã liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu Gấu trúc Trung Quốc để đưa tin. Phía cơ quan chức trách này cho biết họ đã nắm được thông tin và sẽ tiến hành điều tra xử lý vụ việc. Thời điểm hiện tại, fan của Blackpink đang rất lo lắng trước làn sóng giận dữ của netizen xứ Trung. Theo thông tin, Phúc Bảo sinh ngày 20 tháng 7 năm 2020, là chú gấu trúc đầu tiên sinh ra tại Hàn Quốc, hiện đang sống tại công viên Everland. Chú gấu trúc này là con của cặp vợ chồng gấu trúc có tên là Ái Bảo và Lạc Bảo, đến Hàn Quốc từ năm 2016. Và có thời gian trao đổi là 15 năm, Phúc Bảo có nghĩa là kho báu mang lại hạnh phúc. Theo quy định liên quan đến trao đổi gấu trúc ở Trung Quốc, những chú gấu trúc dù được sinh ra tại nước ngoài vẫn thuộc quyền sở hữu của đất nước tỷ dân và sẽ trở về quê hương khi lên 3 tuổi. Gấu con Phúc Bảo sinh ra tại Hàn Quốc năm nay nhưng bé không thuộc về đất nước này. Chính quyền Trung Quốc thực quyền sở hữu hầu như tất cả các loài gấu trúc khổng lồ trên thế giới. Chi phí thuê gấu panda lên tới 1 triệu đô trong hợp đồng 10 năm và các vườn thú nước ngoài phải trả thêm phí 400.000 đô cho mỗi chú gấu trúc sinh ra trong thời gian đó. Vì gấu trúc ở Everland thuộc về Trung Quốc, vườn thú này dự kiến phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ gấu khỏi ốm bệnh. Một trong số đó là không được để công chúng chạm vào gấu trúc hay tới gần bất cứ dưới hình thức nào. Theo Cục Quản lý Lâm nghiệp Trung Quốc, để cho những người không có chuyên môn chạm vào gấu sẽ làm tăng nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người. Hơn thế nữa, quy định nêu rõ người có thú cưng không nên đến gần gấu panda để ngăn lây truyền bệnh cho gấu. Hồi năm 2015, có một chú gấu đã bị nhiễm một loại virus tới từ chó nhà. Vì gấu trúc khổng lồ đã có nguy cơ tuyệt chủng, Trung Quốc đã đặt an toàn của gấu lên hàng đầu. Sinet cho rằng các thành viên của Blackpink không chỉ đã ôm gấu trúc Phúc Bảo vì họ không phải nhân viên chăm sóc và có nghiệp vụ mà họ còn được biết là có chó mèo ở nhà. Thế nên không lạ khi cư dân mạng Trung Quốc đang làm ầm lên vì việc này. Một bài đăng trên Weibo về vấn đề này đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem, 800.000 lượt thích và 10.000 bình luận chỉ sau 15 tiếng. Cư dân mạng Trung Quốc cũng chỉ ra rằng các thành viên còn trang điểm xịt nước hoa và không đeo găng tay khi đó càng gây hại cho gấu trúc hơn. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến bênh vực Blackpink khi cho rằng lỗi này thuộc về YG và nhân viên vườn thú, chứ không phải đến từ các cô gái. Dù thế nào, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã vào cuộc. Không biết án phạt dành cho Everland, YG và Blackpink là gì, nhưng đã có trường hợp Trung Quốc thu hồi lại gấu. Để sự việc không trở nên xấu thêm, người hâm mộ Blackpink tại Trung Quốc đã liên hệ với YG, yêu cầu họ không phát sóng thêm tập phim. Việc nuôi và nhân giống gấu trúc đã có quy định rõ ràng liên quan, không phải cá nhân nào cũng có thể tùy tiện tiếp xúc với gấu trúc mà cần phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, ngoài ra không được phép trang điểm, không sở hữu nuôi thú cưng, vân vân. Tất cả những việc này là để đảm bảo tránh mang mầm bệnh đến cho gấu trúc. Tuy nhiên bên cạnh Blackpink, netizen cũng chỉ ra rằng các nhân viên chăm sóc gấu trúc tại công viên này cũng không đeo găng tay bảo hộ. Lisa bị netizen Trung chỉ trích không đủ tư cách lên bìa tạp chí. Lisa vừa trở thành gương mặt bìa tạp chí Elle China số tháng 12, chứng minh sức hút khủng ở đất nước tỷ dân.
người hâm mộ vô cùng hào hức trước thành tích này của thành viên Blackpink ở mảng thời trang, tự hào về việc Lisa có thể lên bìa tạp chí danh tiếng. Tuy nhiên, một bộ phận netizen xứ Trung lại không hài lòng với lần lựa chọn ngôi sao lên trang bìa tạp chí lần này của Elle China. Nhiều ý kiến cho rằng Lisa không có thành tích gì đáng chú ý ở Trung Quốc, không có tư cách lên bìa cuối năm. Netizen xứ Trung chỉ trích Elle China tự hạ thấp giá trị khi mời nghệ sĩ K-pop chỉ vì muốn tăng doanh thu nhờ fan mua số lượng lớn. Họ cho rằng thực tế Lisa không hề có tác phẩm hay thành tích gì nổi bật ở Trung Quốc. Cô nàng là thành viên của Blackpink, chủ yếu quảng bá ở Hàn nhưng lại được lên bìa tạp chí ở Trung Quốc là bất thường, vô lý, không đủ tư cách. Lisa bắt đầu nổi tiếng ở Trung Quốc sau khi làm huấn luyện viên trên show tuyển chọn Thanh Xuân Có Bạn Hai, sau đó thành gương mặt quảng cáo được săn đón. Trong mắt CNET, em út Blackpink vẫn là nghệ sĩ Hàn, sang Trung Quốc kiếm tiền chứ chưa có cống hiến tác phẩm nào đặc biệt. Một số bình luận trên bìa tạp chí của Lisa như sau. Tạp chí này đang trở nên mất giá rồi đấy. Lisa lấy tư cách gì lên bìa tạp chí? Chỉ là một idol nước ngoài thôi mà. Chọn người nước ngoài quảng cáo thấy quá sai rồi đó nha. Xin lỗi gấu trúc đi rồi chúng ta nói chuyện nhé. Quảng cáo quá đà rồi, nhìn có đẹp gì đâu. Trung Quốc thiếu gì nữ idol xinh đẹp, tại sao phải chọn Lisa? Người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Lisa, cho rằng tạp chí là do thương hiệu Celine tài trợ, mà thành viên Blackpink là người mẫu đại diện của nhãn hàng này. Lisa hoàn toàn có đủ mức độ nổi tiếng, độ nhận diện công chúng và tài năng để lên bìa tạp chí này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knew 24 giờ nhé.